Chào mừng quý vị và các bạn đến chương trình ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ ba ngày 18 tháng 6 năm 2024. Chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ. Và hôm nay chúng tôi sẽ ở chế độ thèo thảo quý vị ạ. Trời mấy hôm rồi nó nắng quá, nắng mưa thất thường cho nên người nó giật dẹo rồi. Và đầu tiên thì chúng ta hãy đến với lại một cái thông tin nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng quốc tế liên quan tới chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Nga Putin rồi sau đó thì ông sẽ lên đường sang thăm Việt Nam theo như là thông tin mới công bố của điện uh, quan chức của điện Kremlin. Đó là Putin sẽ dành 2 ngày uh, ở Triều Tiên. Rồi sau đó thì ông dành 2 ngày tiếp theo liên quan tới chuyến thăm uh, ở Việt Nam. Uh, rất nhiều hình ảnh được tiết lộ, đồn đoán vân vân. Uh, tuy nhiên tất cả những thông tin như thế này thì vẫn chưa hoàn toàn là sự thật. Bởi vì rất nhiều nguồn tin cho biết rằng là mà có khả năng thì Putin hiện nay đang ở Triều Tiên rồi, à, tức là chuyến đi của ông đã diễn ra trước khi mà điện Kremlin công bố. À, tuy nhiên thì những thông tin đó nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Tôi nghĩ rằng vấn đề nó là an ninh mà thôi. Thế thì cái câu chuyện rằng là chúng ta sẽ bàn về chuyến đi của ông tới Việt Nam, thế nhưng mà ở Triều Tiên thì ngay trước thềm của chuyến đi thăm, Putin đã ký một cái sắc lệnh liên quan tới hiệp ước về đối tác chiến lược với lại Bắc Triều Tiên. Chỉ một ngày sau khi ông lên đường sang Bình Nhưỡng và ở đấy thì thông tin ban đầu họ sẽ trao đổi về các vấn đề liên quan tới an ninh và hợp tác các lĩnh vực khác. Và chúng ta cùng xem một vài những hình ảnh ở Triều Tiên khi mà người dân nước này chưa bao giờ dành cho một quan chức của nước ngoài đến những cái hình ảnh nó rất là trọng thị. Phải nói rằng là Triều Tiên thì đối với nhiều nước thì đây là những hình ảnh rất bình thường thôi. Nếu mà so với Ả Rập Xê Út thì nó chả là cái gì đúng không ạ? Khi mà chuyến đi thăm của Putin sang. thế Nhưng với Triều Tiên như thế này đã là một cái gì đó nó rất là hoành tráng, trọng thị của họ đối với lại người đứng đầu nhà nước Nga. Hình ảnh của ông đã được gắn trên tất cả những cây cột điện hai bên đường à từ sân bay cho đến trung tâm thủ đô và cũng rất chịu chơi đấy chứ không phải đùa đâu. Tôi thì không biết rằng đây có phải là hình ảnh thật hay không quý vị nhé. À, có rất nhiều lý do để người ta lo lắng cho chuyến đi của ông Putin tới Triều Tiên và tới Việt Nam cũng giống như là chuyến đi của ông ấy tới Trung Đông cách đây một thời gian. À, trên các khẩu ngữ thì người ta đã để những dòng chữ à, có thể nói rằng chưa bao giờ mà nó thân thiết đến thế. Uh, tinh thần đoàn kết và tình bạn không gì có thể thay đổi uh, giữa hai dân tộc, hai quốc gia muôn năm, uh, Triều Tiên, Nga muôn năm. Và nhìn chung là không khí nó rất là xôm tụ, đúng không ạ. Thì um, chúng ta có thể đến một vài những cái văn bản liên quan tới cái việc mà ông Putin sang Triều Tiên. À, trong đó thì trước khi đi cũng giống như những cái lần mà Putin đi ra đi sang các cái nước khác mà có cái mối quan hệ tình thân trừ những cái nước mà ông đi như cơm bữa như là Belarus thì thường có những cái văn bản liên quan đến bài viết thể hiện những cái đại khái là nó mang tính cái tính chất là tinh túy đúng không ạ cái nội dung của chuyến đi trong đó thì bài viết mang tiêu đề là nước Nga và cộng hòa nhân như dân chủ nhân dân Triều Tiên những mối quan hệ và tình bạn hợp tác truyền thống trải dài theo thời gian. Trong đó bài viết của Putin nói rằng ông rất tin tưởng về những nỗ lực chung của hai nước sẽ đem quan hệ song phương của hai nước lên một tầm cao mới và sẽ hối thúc sự cộng tác bình đẳng có lợi to lớn đối với cả hai dân tộc hai quốc gia dựa trên nguyên tắc công bằng tôn trọng lẫn nhau tin tưởng lẫn nhau và mối quan hệ đã được xây dựng và củng cố từ nhiều thập kỷ. Quay lại 70 năm trước khi mà hai nước có những cái quan hệ lịch sử và truyền thống một cách vinh quang. Đặc biệt trong chuyến đi lần này thì tổng thống Nga cũng đã viết về những vấn đề liên quan tới hợp tác trong các khía cạnh khác ngoài các vấn đề an ninh mang tính chất nhạy cảm. Trong đó thì Nga và Triều Tiên sẽ thúc đẩy những cái chương trình hợp tác liên quan tới giáo dục cao học, thúc đẩy văn hóa, du lịch, kinh tế giữa hai nước, giáo dục, giao lưu thể thao và giao lưu thanh niên của hai nước. Tất cả những gì có thể khiến cho hai quốc gia, hai dân tộc giao lưu trao đổi và tất cả những gì có thể nâng cấp sự lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau thì đều là cái trọng tâm trong mối trong chuyến đi của ông Putin lần này. Về các vấn đề quốc tế thì tổng thống Nga nói rằng là ông ủng hộ người dân Triều Tiên anh hùng và đất nước Triều Tiên anh hùng trong công cuộc đấu tranh chống lại những cái sự xâm gây hấn của những kẻ thù phản phúc và nguy hiểm. phản phúc có nghĩa là là Hàn Quốc rồi nguy hiểm thì là Mỹ rồi trong công cuộc đấu tranh vì độc lập và uy tín đấy, của dân tộc Triều Tiên Tổng thống Nga cũng đặc biệt trân trọng những nỗ lực không hề suy chuyển của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine tinh thần đoàn kết của họ với chúng ta đó là vàng trên những cái vấn đề quốc tế then chốt và sự sẵn sàng để bảo vệ những lợi ích và ưu tiên hàng đầu của nước nga cũng như quan điểm lập trường của họ à, đối với lại lợi ích của nước nga ngày nay triều tiên đang đạt được những thành tựu vô cùng to lớn và những đột phá đích thực trong việc củng cố quốc gia của mình liên quan tới các khía cạnh quốc phòng công nghệ à, khoa học và công nghiệp với sự quyết đoán mạnh mẽ À, đạo đức và sự dũng cảm của cả dân tộc. Quý vị ngày xưa mà tôi dịch những cái văn kiện ngoại giao này thì hơi bị hay luôn. Nhưng mà bây giờ già rồi quên hết các cái thuật ngữ rồi. Tuyên bố song phương được ký với Chủ tịch Kim Jong-un năm 2000 đã định nghĩa ra những cái mục tiêu, những cái khu vực và những ưu tiên chính trong mối quan hệ song phương, đa phương, hợp tác à, của hai nước trong những năm sắp tới. Nước Nga và Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển những cơ chế thanh toán song phương, đa phương mà không bị kiểm soát và thao túng bởi phương Tây và đồng thời phản đối những cái sự giới hạn uh, hay là những lệnh trừng phạt đơn phương một cách phi pháp. Ngày nay, nước Mỹ cũng không ngừng tìm mọi cách để áp đặt những điều kiện vô cùng khó khăn, những điều kiện mới càng ngày càng khách khe và thách thức và hiển nhiên là không thể chấp nhận được với Triều Tiên. Trong khi đó, lãnh đạo uh, Triều Tiên đã nhiều lần nhắc lại rằng là Triều Tiên bày tỏ cái sự uh, mục đích của mình để giải quyết tất cả những bất đồng bằng mọi phương pháp hòa bình. Cho dù thế giới phương Tây có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, tất cả những nỗ lực của bọn chúng để làm kiềm chế và cô lập nước Nga đã thất bại. Và một câu cuối thì nói về nước Nga. Rất hay, một cái văn kiện của Putin trước khi ông lên đường sang thăm Triều Tiên đúng không ạ? Thì trong chuyến đi này thì chúng tôi cũng không biết là ông hợp tác với Triều Tiên như thế nào. Nhưng mà có thể như thế này quý vị ạ, chúng ta cảm nhận rằng là chuyến đi thăm của lần trước của ông của ông Kim Jong Un tới nước Nga và những phái đoàn cao cấp của hai bên qua lại. Thì lúc bấy giờ ngay sau chuyến thăm đấy, người Nga đã đánh tiếng ra về cái việc rằng là bây giờ họ sẽ đứng ra để mà họ bảo đảm đúng ạ họ bảo kê về vấn đề chính trị mà thậm chí cả vấn đề an ninh và các vấn đề liên quan tới hợp tác kinh tế quân sự công nghệ công nghiệp vân vân có thể nói là hai bên bây giờ thì họ kết hợp đúng ạ nếu nói đúng ra thì hai bên gần như là đã kết hợp làm một đấy nó chỉ còn là hai cái nước triều tiên và nước nga thôi thế nhưng mà cái khuôn của hợp tác thì gần như nó là cài răng lược đấy có nghĩa là cái bên nào thiếu thì bên kia họ sẽ bù đắp vào cái kiểu như vậy thì đây là cảm nhận cá nhân của tôi nhá thì sau đó nga đã tung ra những thông tin rằng là bây giờ thậm chí là họ còn bất chấp cả hội đồng bảo an liên hợp quốc là không cho hội đồng bảo an liên hợp quốc tiếp tục bắt nạt triều tiên nữa đúng ạ và thậm chí là những nước khác như là cuba cũng biết vân vân ấy đấy rồi sau đó những tin về việc Triều Tiên đã cung cấp đạn pháo khẩu pháo cho nga à, được không chỉ người Trung Quốc người nga các loại người và thế giới phương tây đều đồn đoán nhưng mà rồi sau đấy thì mọi việc nó nó căng thẳng vào những ngày đầu rồi sau đó thì nó trầm xuống đúng không ạ bởi vì à, chúng ta đã thấy rằng là vâng chúng ta cũng không cần quan tâm đến một cái, cái lý do tại sao nữa cơ bản là nga với triều tiên bây giờ với thế giới phương tây thì nó như là mặt trăng với mặt trời rồi thì lần này uh, lần trước chúng ta không biết là họ hợp tác cái gì lần này chúng ta cũng không biết họ hợp tác cái gì nhưng mà chúng ta chỉ có thấy một điều rằng là bây giờ họ đã ký một cái văn bản hợp tác của mối quan hệ ở mức độ cao nhất và đích thân tổng thống nga sang triều tiên và có những cái bài văn nó rất là gọi là 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 là, là ướt át đúng không ạ thì điều này cho thấy rằng là nga với triều tiên sẽ hiện thực hóa những cái điều mà người ta đã tung tin ra. đúng ạ tung tin trong thời gian vừa qua liên quan tới việc hợp tác giúp đỡ hai nước và hối thúc cái việc cái nó đi vào thực tế thực tiễn Đấy, trong đó thì chúng ta có thể tự uh, suy nghĩ chúng ta tự luận ra là uh, triều tiên thì có rất là nhiều người uh, và họ thì cần rất nhiều lương thực cần tiền bạc cần uh, công nghệ đúng không ạ cần việc làm vân vân nước nga thì gần như là những cái gì triều tiên cần thì nước nga có và nước nga thiếu cái gì thì triều cần triều tiên cũng có những thứ để có thể đáp ứng cho nước nga với một cái mình gọi là một cái giá đúng không ạ một cái chi phí mà nó hiệu quả nhất cho nên mình có thể nhìn thấy nước nào với triều tiên thì có thể là nó 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 cần phải suy nghĩ nhưng mà nước nga một cái đất nước nó rất là rộng lớn nó thiếu người đúng không ạ và nó rất là nhiều việc Đấy và gần như là chỉ cần những cái điều kiện như thế thôi Cộng với tài nguyên khoáng sản họ vô vàn Thì chúng ta thấy rằng là nó chính là một cái mảnh ghép Đúng không ạ? Triều Tiên chính là một cái mảnh ghép còn lại Mà nước Nga đang rất cần đấy, Thì chúng ta cũng chỉ gọi là tạm thời chém gió đến cái việc đấy Còn cái việc mà ông ấy sang, đích thân ông sang Thì cho thấy rằng là lần này sang là chốt tất cả mọi thứ Nước Nga sẽ cung cấp cho Triều Tiên tất cả những gì mà nước Nga cảm thấy có thể còn triều tiên thì cũng cung cấp cho nga tất nhiên là họ chắc chắn sẽ không kiềm chế bất kỳ một điều gì và triều tiên sẽ trở thành một cái cánh tay đúng không ạ một cái cánh tay một cái um, tiền đồn của nước nga ở khu vực viễn đông và rất có khả năng thì chúng ta những cái đồn đoán chúng ta về việc là chiến dịch quân sự đặc biệt thời gian sắp tới có sự tham gia của vũ khí và quân đội triều tiên ở hình thức nào đấy rất có khả năng trở thành hiện thực vâng còn chúng ta đọc những cái văn kiện chính thức của nước nga thì thú thật là nó cũng chắc chắn là nó sẽ chỉ nói những cái thứ mang tính rất thủ tục thôi trong đó có chuyến thăm thủ tướng uh, tổng thống nga tới triều tiên thì có khả năng ký những hợp ước uh, quan hệ chiến lược giữa hai bên uh, thảo luận những vấn đề an ninh trọng yếu trong đó thì đáng lưu ý phái đoàn của Nga lần này có Belusov, Manturov, Novak, Borisov và Lavrov có nghĩa rằng là các ông bộ trưởng từ ngoại giao cho đến quốc phòng quý viện và các cái phó bộ của quốc phòng cũng như là trợ lý và gọi là một cái, cái cố vấn cao cấp của Putin, ông Manturov liên quan tới vấn đề quân đội, quốc phòng. Như vậy thì có thể lấy với cái phái đoàn như thế này thì nó sặc cái mùi, đúng không ạ? Sặc mùi ngoại giao và mùi quân sự. Đấy, vấn đề an niên. Quan hệ của hợp tác giữa um, Moscow và Bình Nhưỡng được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng cùng có lợi vân vân Những cái này chúng ta đã vừa nghe rồi. Uh, trong chuyến đi thăm thì uh, một cái uh, buổi hòa nhạc trọng thể sẽ được uh, thực hiện ở thủ đô Bình Nhưỡng để vinh danh chuyến đi của tổng thống và tổng thống Nga Putin sẽ tham dự lãnh đạo Kim Jong Un sẽ hộ tống Putin tới sân bay sau khi đàm phán cùng với những nhà lãnh đạo khác đi thăm nhà thờ Holy Trinity. Nhà nhà thờ Holy Trinity có nghĩa rằng là Chúa Ba Ngôi đấy đúng không ạ? Vâng, như vậy là đấy là chuyến thăm của ông Putin đến Triều Tiên, còn à uh, trợ lý của tổng thống cũng đã tuyên bố chuyến thăm đến Việt Nam bao gồm việc à uh, thương uh, um, những cái đối thoại với lại thủ tướng và lãnh đạo Việt Nam liên quan tới các chủ đề kinh tế trong một buổi làm việc vào một bữa sáng Đấy. Uh, nước Nga và Việt Nam sẽ cộng tác trong các khía cạnh năng lượng Uh, y tế và nông nghiệp và cái này nó rất là chuẩn và nó đã gần như nó bổ sung vào những cái hay mình nói đúng hơn là nó né đúng không ạ nó né những cái hợp tác của Việt Nam với Trung Quốc như vậy là nga không có dẫm vào cái bước chân của Trung Quốc ở Việt ở Việt Nam trong đó thì Putin sẽ gặp những người cựu sinh viên uh, của thời Liên Xô và nga những cựu sinh viên đã tốt nghiệp tại chức trường đại học của Liên Xô và nga trước đây và một buổi tiếp đón trọng thể sẽ được tổ chức để mà uh, tôn vinh chuyến đi thăm của Putin. Uh, nhìn chung thì những cái thông điệp như thế này thì nó cơ bản là nó chỉ mang tính chất là để uh, mang tính chất thủ tục thôi, đúng không ạ? Thế thì uh, ở đây nó có một cái yếu tố rằng là uh, nhiều người nói rằng là Putin sang Việt Nam làm gì? Uh, chúng ta cũng đã có hẳn một cái bài để nói về cái việc đó rồi. Putin đối với Triều Tiên ấy thì có thể nói là gì? Triều Tiên thì uh, nước nào Triều Tiên cũng có thể gọi là khớp. Tức là nước nào cần Triều Tiên thì Triều Tiên cũng có thể là trở thành một cái mảnh ghép được. Đối với lại nước đó, đặc biệt là nước Nga. Đúng không? Bởi vì nước Nga thì thiếu mà. Thiếu mọi thứ liên quan đến nguồn lực thừa về các cái loại vật chất. Đấy, cho nên là Triều Tiên họ có thể khớp với Nga về mọi các vấn đề. Nhưng nếu mà để mà có một cái quốc gia nào mà có thể khớp với lại nước Nga một cách nó hoàn chỉnh. Đúng ạ, à, một cách hoàn chỉnh, chúng ta cứ thử tưởng tượng mà xem. Mình bỏ hết các nước Trung Quốc, Mỹ hay là các cái vấn đề xung đột trên thế giới thì chúng ta thấy rằng là với Việt Nam một cái quốc gia có 100 triệu dân, chúng ta đang dần dần cải thiện, nâng cấp tất cả những cái cơ sở hạ tầng, thượng tầng, kỹ năng, vân vân và mối quan hệ của nước nga thì cái việc mà uh, việt Na nước nga tìm đến việt nam ấy uh, như là nhiều tờ báo nói rằng là người nga rất cần việt nam thì điều đấy tôi có thể nói một cách uh, sơ sơ đó là việt nam của chúng ta thì cũng chính là một cái mảnh ghép mà của người nga đang rất cần đúng không ạ mà ở một cái mức độ uh, tin cậy hiệu quả và mang nhiều cái yếu tố liên quan tới chiến lược nữa đúng không ạ mà hai bên cùng có lợi việt nam đông dân Đúng ạ. Việt Nam cũng đối với mặt với những thách thức liên quan tới an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh y tế và tất cả những cái đó thì nước Nga đều là chùm. Nước Nga có một cái mình gọi là fan base đúng ạ, tức là một cái cái lượng gọi là cổ động viên vô cùng to lớn ở Việt Nam. Nước Nga bây giờ có thể đem lại những cơ hội cho các quốc gia khác để cùng phát triển. Ngày xưa thì họ không như thế, nhưng mà rõ ràng bây giờ đối với Việt Nam thì ngay kể cả cái việc mà người Việt Nam có thể sang Nga bây giờ để đóng góp vào những cái cái chính cái kinh tế xã hội của họ thôi thì cũng là những cái điều mà nó rất là khớp đấy thì đấy là mình nói về cái cái ý tưởng đúng không ạ thế còn những cái lý tưởng thế còn chúng ta nhìn thấy cơ sở cơ bản những cái vấn đề mà nó có thể nhìn thấy ngay đó là các vấn đề an ninh năng lượng mà cụ thể ra thì người mỹ bây giờ còn phải lụy vào an ninh năng lượng hạt nhân của nga thì tất nhiên rằng là chúng ta đang nói về cái vấn đề nhà máy điện hạt nhân đúng không quý vị cái điều đấy là một cái mà cực kỳ là tối quan trọng trong thời điểm hiện tại nếu Việt Nam của chúng ta có một cái nhà máy điện hạt nhân mà chúng ta chỉ có phù hợp với điện hạt nhân của Nga thôi, bởi vì là điện hạt nhân của Nga nó rẻ và cái cơ chế thanh toán các thứ ấy, nó rất là phù hợp với kiểu của Việt Nam, nó kiểu với các nước thân tình. Vấn đề quan trọng như vậy thì chúng ta không thể trông cậy vào các quốc gia như Mỹ hay là Trung Quốc đúng không ạ? À, những cái đồ của châu Âu thì nó rất là đắt đỏ. Đấy, mà cho nên chúng ta sẽ thấy là chúng ta phù hợp với những cái nước là Nga. Nói tóm, tóm lại ấy, nếu mà giải pháp về năng lượng hạt nhân thì không nước nào có thể bì được nước Nga tại thời điểm hiện tại. Và tất nhiên không chỉ năng lượng hạt nhân mà chúng ta thấy rõ ràng là đất nước của chúng ta cũng là một đất nước hàng trăm triệu dân, GDP cũng vài trăm tỷ. Và chúng ta cũng rất cần những nguồn năng lượng mà giá ưu đãi đúng không ạ? Để mà có thể phát triển đất nước và cũng chẳng biết đâu được, chúng ta cũng sẽ trở thành một cái trung tâm năng lượng giống như Ấn Độ và Trung Quốc. Uh, đối với nước nga đấy chúng ta không loại bỏ những yếu tố đó nhìn vào đây bản đồ chúng ta thấy rằng là uh, việt nam thì nếu mà nói đúng ra lại là một cái yếu tố địa lý ấy, thì cũng chính là một cái yếu tố mà nó hoàn hảo với phía nga mà cái yếu tố triều tiên nó không giải quyết được đúng không ạ nhưng mà nếu nga có một cái tiền đồn về các vấn đề kinh tế thì chúng ta thấy rằng không một cái nước nào nó phù hợp hơn ở việt nam đấy Đấy, mình bỏ qua các yếu tố mỹ trung các thứ nhé thì chúng ta thấy ở đây việt nam chúng ta là một cái vùng tâm đúng không ạ của một cái vùng mà có thể nói rằng là hoạt động kinh tế sôi nổi nhộn nhịp và đều có cái tư tưởng nếu không bài nga nếu không thân nga thì cũng rất là trung lập đúng không ạ, không có quốc gia nào có một cái cái sự bài nga ở trong cái khu vực này, cho nên là chúng ta thấy rất rõ là việt nam nước nga việt nam chúng ta còn có thể trở thành một cái mảnh ghép lý tưởng nữa ở trên khía cạnh địa chính trị mà trong đó cái vị trí địa lý là hàng đầu như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ở việt nam và nga có rất nhiều những cái điểm có thể uh, hợp tác với nhau đúng không ạ, có nghĩa là putin có rất nhiều thứ trong ống tay áo đấy, trong đó năng lượng đúng ạ à, trong đó có các vấn đề liên quan tới cửa ngõ à, nga đã chọn những nước như là ai cập để và làm trở thành cửa ngõ ở châu phi đúng ạ iran làm cửa ngõ ở trung đông à, và venezuela làm cửa ngõ ở khu vực châu phi mỹ Lạt Tình nhiều người thì nói rằng là putin sẽ xây dựng đường sắt cao tốc cho việt nam À, tôi không nghĩ rằng là nước Nga lại đi làm một cái việc mà thực sự họ không quá mạnh, đúng không ạ? Và đặc biệt là bây giờ họ đang rất cần, họ đang rất cần cái đường sắt cho đất nước của họ trong thời chiến. Cho nên là à, nếu không thì nhiều người lại nói rằng là bây giờ Việt Nam đang chọn là đối tác Nhật Bản hay là Trung Quốc để xây dựng đường sắt bởi vì cả hai nước thì đều có những quan hệ đường sắt với Việt Nam à uh, thì uh, Trung Quốc nhờ Nga sang để nhờ Putin sang để thuyết phục <laughs> bởi vì là Trung Quốc giúp Nga nhiều rồi cho nên là nhờ Nga giúp lại thuyết phục Việt Nam chọn Trung Quốc để mà xây dựng đường sắt và thì những cái đấy thì nó cũng mình cũng chả biết có thông tin nào để mình có thể nói nhưng mà cơ bản chúng ta thấy nó không quá quan trọng đúng không ạ quan trọng nhất đối với là cái việc của nga Chính chắc chắn họ sẽ không khơi xây dựng đường sắt cho chúng ta rồi nhưng mà họ sẽ xây những cái thứ mà người khác không thể xây dựng được đó là nhà máy điện hạt nhân cái việc này thì nhiều người nói bảo là có từ trước rồi nhưng không phải quý vị có thì có ý tưởng và có những cái làm việc thế còn nếu mà để vào xây dựng ấy nó là một cái cái việc mà để bắt đầu dự án ấy thì nó đã chốt được đâu đúng không ạ nó phải có cái dự án khả thi rồi đủ thứ nó hàng tỷ đô la cơ mà không phải là đơn giản đâu à, nhiều người thì nói rằng là nga sẽ sang việt nam để bán cho việt nam một cái lô vũ khí khủng tôi cũng không nghĩ rằng là nga ở trong một cái vị thế để bán vũ khí khủng cho việt nam bây giờ đúng không, quý vị à, bởi vì nga đang rất cần vũ khí mà có thể nói là ở chiến trường vũ khí đốt khủng khiếp đấy quý vị, Chứ không kể cả là ngành công nghiệp của nước nga có phát triển thế nào đi chăng nữa thì cái để mà nói rằng là có thể bán cho việt nam một cái lô vũ khí siêu khủng hay là các nước khác thì tôi nghĩ rằng cũng chưa thể đến cái độ đó được. Những cái hành động biểu tượng nhất ấy, trong thời gian qua là nga chỉ hứa bán cho iran thôi, một cái lô vũ khí liên quan đến f, f -su 235 đúng không ạ? À, còn và thậm chí là cái lô mà chuyển cho iran thì nó lấy từ chính ai cập đấy chứ còn là nga cũng đâu có rảnh để mà uh, sản xuất vũ khí mà bán cho chúng ta bây giờ uh, một nước mà đang chiến tranh theo kiểu quy mô lớn như vậy thì chắc chắn là nó ngốn rất nhiều uh, vũ khí đạn dược tuy nhiên thì ở đây ấy, tôi khẳng định với quý vị rằng nó sẽ có những yếu tố hợp tác an ninh trong đó liên quan đến vũ khí đúng ạ thì chúng ta sẽ không biết nó là như thế nào nhưng mà ý tôi vừa nói rằng đấy triều tiên có thể làm có thể làm được rất nhiều thứ nhưng mà họ cũng có thể không làm được những thứ mà Việt Nam làm à, và tất nhiên họ cũng không đủ sức để làm hết bởi vì như tôi nói là nước Nga thì họ có rất nhiều các cái dư địa để có thể hợp tác với các nước gia khác ngày xưa thì nước Nga họ thu mình ở trong cái hang gấu đúng ạ à? nhưng mà bây giờ phương Tây không để cho họ ngủ ngon thế và thì bây giờ là họ có những bảo bối nào họ sẽ mang ra cho thế giới dùng chung hết à, tất nhiên là theo cái một cái mức độ nào đó thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng nước nga sẽ có những cái gì à, việt nam chúng ta thì có thể dễ dàng cùng với nga để tạo ra các nhà máy xí nghiệp ở việt nam ở nga hay ở một nước thứ ba nào đó đúng ạ để mà sản xuất những thứ mà có thể là những nước thân cận như là của nga là vừa thân cận nhưng lại vừa là đối thủ như trung quốc thì nó lại nhạy cảm để cho nga không thể nào tin trung quốc hoặc là trung quốc cũng chẳng cần đúng ạ ví dụ như là việc sản xuất uh, súng AK sản xuất uh, tên lửa sản xuất uh, đạn đúng ạ đặc biệt là đạn đấy thì rõ ràng nó cũng chả cần một cái công nghệ gì nó quá cao siêu và những cái dây chuyền đó thì đối với người nga thì nó đã quá là thánh thật rồi cho nên là nga sẽ không sản xuất để bán cho việt nam nhưng họ có thể phối hợp với việt nam để mà việt nam giúp họ sản xuất để mà mua bán hợp tác công tác kinh kinh doanh chia sẻ doanh thu hoặc thậm chí là chuyển tới vũ trường của chính trường của chiến trường của nga đúng không quý vị thì tất nhiên ở đây là tôi chỉ bàn cái khía cạnh là 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 ở một cái góc nhìn mà của putin thôi chứ còn tất nhiên là việt nam chúng ta thì ở quan điểm của nước mình thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ để mà uh, chấp nhận những cái gì đấy để đứng về một bên và chống người bên kia đúng không ạ trong cái chiến cuộc bây giờ nó đang diễn ra đẫm máu mà ukraine với nga thì đều là những người bạn cũ của việt nam Nhìn chung là thời điểm này lãnh đạo Việt Nam làm cái gì cũng thận trọng cho nên chắc chắn sẽ tránh tránh những cái việc mà tạo ra những vấn đề nhạy cảm. Đấy là chưa kể cái vấn đề này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái yếu tố liên quan tới quan hệ của chúng ta với người Mỹ. Quan hệ hàng trăm tỷ đô mỗi năm đúng không ạ? nhiều hơn nữa. Thì cho thấy rằng đấy là một mối quan hệ mà cũng không thể mất được luôn, đúng không ạ? Và chúng ta cũng không muốn mất trong ngắn hạn cũng như dài hạn bởi vì vị trí của việt nam thì tốt nhất chúng ta phải tạo được một cái thế chân vạc để mà ba cái nước lớn nó ong ve xung quanh chúng ta có một thằng thì nó sẽ chà đạp nó sẽ ve vãn mình nó ve vãn không được thì nó chà đạp đúng không ạ có hai thằng nó ve vãn không được thì nó không ăn được nó đạp đổ mà có ba thằng rồi thì nó không thằng nào dám ăn được ấy, hay không thì nó phải giữ quan hệ tốt. Cho nên cái mối quan hệ mà chúng ta thấy là chúng ta nằm trong tay bà ấy nó cực kỳ an toàn. Nếu mà chúng ta có thể gọi là 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 là, là lúc nào cũng sáng suốt đúng không ạ? Lúc nào cũng uh, tỉnh táo. Và không những thế thì chúng ta còn trở thành một cái nơi để mà có thể hóa giải được những cái uh, khúc mắc. Biết đâu đấy đúng không quý vị? Nếu mà trên thế giới này tôi tin rằng ấy nước chung Việt Nam chúng ta là một cái nước nó độc nhất do vô nhị là nó không có một cái tư tưởng phe phái một cách rõ ràng từ quan điểm của chính phủ thì cái điều đấy nó sẽ giúp cho Việt Nam chúng ta có cái vai trò cực kỳ quan trọng trên cái đường dài đó là giải quyết những vấn đề mà trọng yếu của thế giới thì chắc chắn sẽ phải cần đến cái vị thế của Việt Nam mà những cái nước như Singapore biết là không thể làm được những cái nước như là Thái Lan, Malaysia hay Indo cũng không thể làm được đúng không ạ? Tất nhiên là chúng tôi phải nói rằng là nó phải đặt trên một cái 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 sự tỉnh táo và một cái quan hệ ngoại giao của chúng ta ở mức độ đẳng cấp cao, đúng không ạ? Duy trì được một cái sự đi lên bền vững, ổn định và nhất quán thì chúng ta sẽ đạt được cái điều đó. Và chúng ta sẽ nói chung là rất là là thuận lợi để có thể vơ vét được những cái lợi ích của thế giới phương Tây, phương Nam, phương Đông, các loại phương. Thế thì vấn đề liên quan tới các vấn đề an ninh, tôi nghĩ rằng đó là một vấn đề nó nhạy cảm. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được, đúng không ạ? À, bởi vì nếu nó có thông tin như thế, chắc chắn là nó ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta với thế giới còn lại. Đấy, mà chúng ta có mối quan hệ rất tốt nhá, với Mỹ này, với Nhật này, với Hàn này, với Châu Âu này, Pháp, Đức này, Anh này, đúng không ạ? Tất cả những mối quan hệ đấy nó đều rất tốt để chúng ta không thể nào mà chúng ta vì những cái gì đó nó bắt buộc chúng ta phải chọn phe phái. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là rõ ràng đấy là một cái điểm cực kỳ quan trọng. Còn tương lai thế giới người ta hướng về các vấn đề đa cực thì đấy nó là một cái sự công bằng văn minh của thế giới thôi. Thì tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ nó là cái xu thế phát triển chủ đạo rồi. Cũng chẳng ai có thể đứng ra để ngăn cản chúng ta được nữa. Đó là cái con đường chính đạo. Đúng không ạ? còn bây giờ thì vâng uh, chúng tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi quý vị liên quan đến chuyện việt nam và brick uh, trong phần sau thế nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là cũng không phải là cái thời điểm mà uh, chúng ta nên cân nhắc BRICS nó quá sớm khi mà lợi ích nó cũng chưa được cái gì cụ thể uh, thế nhưng mà có thể đem lại chúng ta những cái sự khó xử uh, nhưng mà nó chỉ là những sự khó xử thôi còn cuối cùng thì uh, tôi cũng nghĩ rằng là putin đến việt nam thì ông ấy cũng Uh, sẽ hỏi Việt Nam rằng là thế các ngài cần gì để có thể gia nhập BRICS đúng không ạ? Uh, mặc dù thì tôi không biết rằng Việt uh, Putin có biết được những cái uh, quan điểm của chúng ta về thời cuộc hiện nay hay không, nhưng rõ ràng thì Việt Nam cũng rất khó để nói rằng là chúng tôi muốn gia nhập BRICS ngay. Uh, có nhiều nguồn tin nói rằng Việt Nam đã chính thức đề đơn gia nhập rồi, nhưng mà cũng chưa có thông tin nào chính thức xác nhận từ chính phủ cả thế nhưng mà chắc là ông ấy cũng sẽ cần đúng không ạ cần một cái uh, câu trả lời nào đó là tóm lại là các ông cần gì uh, khi nào vân vân và vân vân nhìn chung thì uh, như chúng tôi đã nói bắt đầu từ cái quan điểm là nguyên tắc là người nga rất cần việt nam và uh, thực tế thì rất nhiều chuyên gia ở việt nam cũng nói đúng không ạ là việt nam chúng ta sẽ có rất nhiều những cái yếu tố những cái tố chất hay là mình nói như là những cái mảnh ghép để mà Putin và nước Nga cần vào tại thời điểm này cần nhé quý vị nhé không chỉ cần muốn mà còn là cái mức cần nữa. Còn về hội nghị hòa bình liên quan tới cái chuyện này ấy, thì tôi không nghe thấy một cái thông tin nào liên quan đến phái đoàn Việt Nam của chúng ta sang hội nghị hòa bình. Nhưng mà cái điều đấy thì cũng không nói rằng là Việt Nam không sang đúng không ạ? Vì tôi không biết cho nên là chúng ta cũng không nói. Mà tại sao chúng tôi không biết? Mà nhiều quý vị hay đặt câu hỏi bởi vì nó không quan trọng nó chỉ là cái hình thức thôi. Ờ, tốt nhất là Việt Nam đưa một cái phái đoàn nhỏ đi, đúng không ạ? Để mà bởi vì nó là hội nghị hòa bình mà người ta nói như thế thì thôi được rồi, Giang xem để xem là cậu ông có cái ý gì hay, đúng không ạ? Mà không có ý gì hay thì mình sang mình cũng có thể hóng nghe hóng tin tức để nắm được thông tin đấy về để trao đổi nội tình với nhau kiểu như vậy. cho nên chuyện nó không quá quan trọng. Nhưng nhiều người nói rằng là Việt Nam đã phớt lờ cái một cái, cái 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 sức ép nào đó từ phía nước Mỹ liên quan tới việc là cử phái đoàn cao cấp đến đó à, thì tất nhiên là tin đấy là tin đồn thôi. Chúng ta cũng không biết bao giờ nó thật à, và điều đó đã khiến cho nước Mỹ có vẻ khá nóng mặt đấy, để mà dành cái thời gian chuẩn bị tiếp đón à, Putin. Đấy, cho nên là cái thông tin đấy thì nghe nó mới gọi là nó mới là một cái combo rất là khó chịu đối với lại ông Joe Biden. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đúng ạ, chính bản thân ông Joe Biden thì cũng đến hội nghị hòa bình đâu, ông cũng đang dành thời gian với lại các ngôi sao điện ảnh mà trong cái thời điểm diễn ra hội nghị hòa bình của cái nước đồng minh chí tôn của họ. Và cái phần còn lại thì chúng ta sẽ trao đổi liên quan tới vấn đề Trung Quốc, một cái thông điệp khá thú vị của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần này thì Tập Cận Bình cũng giống như Putin, nói thì nói thẳng vào mặt phương Tây và người Mỹ không còn khách sáo gì nữa mà nói rất là ngẫu nhiên cũng không bị khiêu khích gì cả trong đó thì không biết là trong cái cái chuyến đi thăm nào của bà Ursula von der Leyen hay là bãi họp trực tuyến với ông Tập Cận Bình nhưng mà tờ báo Thời Báo Tài Chính thì đã trích lời của Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng nước Mỹ đang cố gắng để mà lừa Bắc Kinh, lôi kéo Bắc Kinh vào một cuộc tấn công vào lãnh thổ của Đài Loan. Tờ thời báo tài chính đã đưa ra một bản báo cáo dựa theo những thông tin mà họ trích dẫn từ những nguồn tin của các quan chức cao cấp Trung Quốc, những người mà có nguồn tin thân cận với sự việc. Theo thông tin của báo cáo trên thì Tập Cận Bình đã nói rằng nước Mỹ đang cố gắng để đặt bẫy gài bẫy Trung Quốc để mà Trung Quốc có thể tiến hành việc là xâm lược Đài Loan. Nhưng mà Trung Quốc của ông thì đã không cắn vào cái mùi câu uh, chết người của người Mỹ. Tiết lộ kể trên đã xuất hiện trên dư luận trên toàn thế giới sau khi căng thẳng uh, ở eo biển Đài Loan đã tăng cao trong tháng trước. Trung Quốc đã đáp trả với lại cái bài diễn văn nhận chức của ông lại chính Đức. Khi mà ông Đức đã nói rằng là đã nhấn mạnh nhiều về vấn đề độc lập của Đài Loan với tư cách là một quốc gia à, và Trung Quốc đã đáp trả bằng việc là họ tiến hành một loạt các cuộc tập trận trên quy mô lớn, phong tỏa toàn bộ bán đảo và hòn đảo. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tố cáo rằng à, nước Mỹ một mặt thì chính quyền của họ từ lâu à, suốt ngày lặp đi lặp lại rằng họ tuân thủ à, và tôn trọng chính sách một Trung Quốc, nhưng mà quan chức của người Mỹ trong những năm gần đây thì càng ngày càng tương tác một cách trực tiếp với lại à, giới cầm quyền Đài Loan không thông qua Trung Quốc. Vâng, như vậy là chúng ta thấy rằng là à, Trung Quốc thì bây giờ cũng nói rồi, đúng không ạ? Cũng không có à, đại khái là giảo trước đón sau nữa. Có thể nói rằng là thực sự ấy, thì cũng giống như Putin thôi, à, cả hai nước Nga với Trung chịu một cái um, sức ép khủng khiếp từ các vấn đề liên quan tới các cái phát biểu, đúng không ạ? Và các cái chiến dịch À, thông tin chiến dịch sức ép vân vân mà có thể nói là khiến cho họ cảm giác rằng là nhiều nhiều lúc họ đã mất bình tĩnh đúng không ạ à, trong đó thì đây chúng ta có thể đi tới là ngày hôm nay này thì quan chức của Trung Quốc và của Nga đã tiến hành những cái cuộc nghiên cứu điều tra để lật lại những cái hồ sơ và những cái liên quan tới an ninh bảo mật trên mạng và cuối cùng họ đã phát hiện ra những sự việc động trời mà trước đây thì nó đã đặt trong cái tầm ngắm của hai quốc gia này. Đó là nước Mỹ sau khi mà cái dịch Covid bùng phát thì đã nhanh, nhanh chóng thứ nhất là đổ lỗi cho Trung Quốc là nước mà đã lan truyền cái dịch Covid kể trên. Thứ hai là đã đổ đồng thời tiến hành hàng trăm cuộc tấn công trên mạng nhắm vào vaccine của Trung Quốc và Nga, tức là vaccine Sputnik và vaccine Sinovac đấy. Trong đó thì họ nói rất nhiều về việc là hai cái vaccine là hai cái vaccine mà có thể nói rằng là gây ra những tất rất nhiều những uh, hiệu ứng phụ rồi dẫn tới những cái uh, suy yếu hệ miễn dịch rồi tử vong vân vân và kèm theo rất nhiều những thông tin giả liên quan tới việc là hai quốc gia này bị tổn thất nhân mạng ghê gớm bởi vì là cái vaccine uh, đã không đủ chất lượng. Và sau đó chúng ta cũng thấy lúc bấy giờ ấy, thì nó chưa có cuộc chiến này nhưng mà chúng ta cũng đã biết rằng là trên thế giới lúc thời điểm đó thì trên Facebook và Youtube nó xuất hiện hàng loạt những cái tài khoản nó lan truyền những cái thông tin mà nó nhắm vào tấn công vào cái vaccine Sputnik và Sinovac đúng không quý vị? Ở Việt Nam mà chúng ta ra phường xã người ta cũng đồn đại rất nhiều. Thế nhưng mà về sau thì chúng ta mới biết một điểm rằng là chính những cái vaccine mà liên quan đến của người Mỹ ấy, thì và của người Anh ấy, tức là cái gì? Cái gì Chavaza, rồi là Modem, rồi uh, Pfizer ấy Thì nó mới là những cái vaccine mà nó gây ra những cái cái vấn đề lớn Như là miễn dịch, rồi uh, hói đầu, rồi suy giảm, rồi uh, thậm chí là đông máu đâu biết Đúng quý vị, uh, cho nên đấy chúng ta nhớ Và cái này thì tôi cũng không nên đi quá sâu Nó khá là mà nhạy cảm Hôm nay thì uh, quan chức Trung Quốc nói rằng là Trung Quốc hy vọng từ nay nước Mỹ sẽ chấm dứt cái việc Uh, tiến hành những chiến dịch lan truyền thông tin giả tạo, uh, thông tin xuyên tạc nhắm vào các quốc gia khác trong đó có Trung Quốc. Vài ngày trước thì tờ Reuters của Anh cũng đã đăng một cái uh, bài điều tra trong đó thì tờ báo đã gợi ý rằng là Bộ Quốc phòng Lầu năm góc của nước Mỹ đã tiến hành một chiến dịch trên mạng xã hội nhắm vào việc là bôi nhọ cái vaccine uh, của Trung Quốc thời covid đó là cái cái sinovac này. người phát ngôn đã nói rằng là cái việc đầu độc công luận và làm bôi xấu hình ảnh của một các quốc gia khác đó là một cái thông lệ rất là bền vững của nước mỹ và chúng tôi yêu cầu nước mỹ là dừng lại ngay cái việc làm xấu xí này và vào lúc bây giờ thì chúng ta cũng biết rằng là người ta đã chi ra hàng nhiều chục tỷ đúng không ạ ờ, chúng ta cứ móc ngoặc lại là chúng ta sẽ nhìn thấy ngay Lúc bây giờ thì bà Ursula von Leyen, đúng không ạ, bà ấy đã ra quyết định để mua mấy chục tỷ đô la tiền vaccine đến từ nước Mỹ. Trong đó thì đã có đến 4-5 tỷ đô vaccine không dùng. Đấy, bỏ đi đấy. Và Nga, Mỹ, uh, Nga và Trung đều ghi nhận các cuộc điều tra là đã có rất nhiều những vụ tấn công và cuối cùng họ đều lần ra manh mối. Đó là các vụ tấn công đều đến từ những cái tài khoản liên quan tới vấn đề mạng miếc của Bộ Quốc phòng Mỹ. Và nếu như mà chúng ta đã xem các bộ phim của chính Hollywood thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ không nghĩ rằng những cái bộ phim mà người ta nói rất nhiều về việc là các công ty, các nhà tài phiệt y tế lai tạo ra những cái loại virus, đúng không ạ? Để mà sản xuất thuốc giải cho nó và thuốc phòng cho nó. Lan truyền ở trên Hollywood rất nhiều. Và cũng có thể những bộ phim đấy nó đã là truyền cảm hứng để cho cái mà chúng ta gọi là cái Covid. Đúng ạ, nó đã báo hại thế giới như thế nào trong suốt những năm qua. Và đồng thời trong thời điểm đó thì các công ty dược phẩm của Mỹ và các công ty giống như các công ty vũ khí của họ đã ăn nên làm ra kiếm bộn tiền trên xương máu và chết chóc của nhân loại bởi những cái nạn dịch Covid và những cái cuộc chiến diễn ra ở Ukraine ở Trung Đông. Không ai nói thì chúng ta cũng biết điều đó, nhưng bây giờ ấy, chúng ta sẽ sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là vâng, nó rất là nó là ăn khớp với nhau. Mới đây thì trên mạng người ta còn lan truyền những cái video có hàng tỷ lượt xem liên quan tới giám đốc điều hành của Pfizer trong một cái phiên ăn uống làm việc quá chén nào đó đã tiết lộ ra việc là công ty của ông ấy đã tiến hành những cái việc lai ghép virus Đấy, để nó biến thể thành các cái loại bệnh khác nhau đấy, đúng ạ? Để mà lan truyền ra, rồi nắm được cái mã gen của nó để sản xuất vaccine, ờ, để mà như kiểu covid ấy, covid vừa ra phát thì người Mỹ đã có vaccine ngay rồi. Trong khi đó chúng ta biết rằng cái quy trình để sản xuất các thứ vaccine hoàn thiện nó rất là lâu. Đấy. Và như vậy thì những thời gian gần đây, những cái quan chức của vấn đề y tế của nước Mỹ luôn liên tục đưa ra những lời cảnh báo và thậm chí ông Joe Biden ông còn nói rằng là thế giới của chúng ta sẽ chuẩn bị đón một cái đại dịch lần thứ hai đúng không? <laughs> Tại sao ông ấy biết đích xác như vậy? Tại sao các quan chức của ngành y tế nước Mỹ lại biết và các cái quan chức của các công ty dược phẩm y tế họ lại biết chính xác rằng là thế giới chúng ta sẽ phải đối mặt với đại dịch lớn trong thời gian tới? Vâng, cái đó thì vâng thôi cứ chờ vậy nhưng không biết lần này thì nước nào sẽ trở thành những cái nước gọi là nạn nhân? vâng cảm ơn quý vị đã dành an à, phần xin lỗi quý vị à, chúng tôi gặp lại quý vị trong chương trình giao lưu câu hỏi địa chính trị ngay sau đây chúng tôi xin bắt đầu bằng một câu hỏi siêu khó tại sao nga nói rằng là cấm vận thì làm cho nước họ mạnh lên nhưng đồng thời thì putin lại nói rằng điều kiện để kết thúc cuộc chiến là phải dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận của phương tây logic ở đâu? Vâng, tôi cũng không biết rằng là logic thì thực sự nó ở đâu nhưng mà về mặt bản chất ấy quý vị mình tại sao mình mới gọi là những lệnh cấm vận của các nước phương Tây nó cực kỳ tàn độc Có thể nói, nó đẫm máu hơn những cuộc chiến rất nhiều của chính họ gây ra Chúng ta có thể nhìn thấy những người Yemen bây giờ vẫn đang chết đói Những người Libya, uh, Syria Libya, Iraq uh, Cuba đúng không à. ạ kể cả Venezuela chúng ta biết là có lần năm kia nước của họ tí loạn này lúc bấy giờ thì uh, gần như là dân di cư hết sang Colombia loạn luôn tất cả là bị cấm vận cấm vận nó cực kỳ tàn độc đấy chúng ta có thể thấy là thời hiện đại cấm vận mà nó khiến cho người ta chết hàng loạt thì chúng ta đủ biết là nó dã man đến mức độ như nào đúng không à. ạ những người Palestine ở giải Gaza bị phong tỏa cấm vận và bây giờ họ cũng chết hàng loạt có người đã chết đói rồi như vậy nó có dã man quý vị triều tiên ấy, một cái đất nước ngay cạnh hàn quốc mà hàn quốc thì nó cứ phỏng phao ra còn triều tiên bị cấm vận thì chúng nó cứ teo tóp lại đúng không ạ Việt Nam chúng ta suốt bao nhiêu năm cấm vận chúng ta thấy đất nước của chúng ta gần như nó nó nó, nó... Và mình nếu xem lại những cái cảnh hồi năm 80 thì chúng ta thử hiểu thu đủ biết cho nên ấy, cấm vận nó là những cái 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 vũ khí mà nó cực kỳ tàn độc, nó hơn tàn độc hơn rất nhiều và nó gây ảnh hưởng uh, không chỉ tính mạng mà chỉ nó một điều nó không đổ máu thôi. Nó không đổ máu thôi nhưng mà nó gây ảnh hưởng đến vấn đề xã hội, tính mạng đúng không ạ? Uh, tất cả các vấn đề kinh tế, xã hội, y tế, chính trị vân vân. Nhưng mà nó có một cái điểm nữa chúng ta hãy để ý. Tại sao cấm vận thì nó lại làm nó tôi lại gọi nó tàn độc? Bởi vì nó nhắm vào những cái tầng lớp cùng cực của xã hội. Tầng lớp đáy xã hội. Và nói chung là cái nửa dưới của cái 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 xã hội. Đúng không ạ? Và đó là với các quốc gia nghèo ấy, thì đó chính là các quốc gia mà có thể nói rằng phần đông những người dân là những người nghèo. Như vậy thì chúng ta tưởng tượng rằng có phải nó đi cấm vận chơi để mà nó làm cho người ta chết hay nó khổ không? Đúng không ạ? Không phải. Tất nhiên là có, thì nếu mà đứa nào nó thích nhìn thấy người ta khổ đau thì nó cũng có như Lindsey Graham chẳng hạn. Muốn trừng phạt, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái cái vũ khí quan trọng nhất ấy, của cái việc cấm vận ấy, là nó tấn công vào cái tầng lớp phần đông của dân số trong đất nước để làm gì? Để mà người ta nổi dậy và lật đổ chế độ. Đấy chúng ta nhìn thấy Iran chúng ta biết rồi nhá. Ở Iran thì nó là nét nhất luôn và nó gần nhất luôn những cuộc uh, biểu tình của iran nó vẫn âm ỉ đến ngày hôm nay bởi vì là phương tây cấm vận đúng ạ cấm vận dẫn tới là kết hợp với các cái cách mạng màu nữa cho nên là nó dẫn tới cái việc là thanh niên nó nổi loạn cách đây một năm chúng ta thấy iran còn khá khó khăn đấy thế nhưng mà cuối cùng họ đã vượt qua như vậy chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều cái điểm nóng trên thế giới tôi không thể kể hết đâu quý vị ạ ở châu phi rồi châu mỹ latin nhiều lắm tất cả là để làm các cuộc cách mạng màu cách mạng xanh, cách mạng đỏ, cách mạng trắng gì đó, đúng không ạ? Mục tiêu để làm cho cái tầng lớp đông đảo của nhân dân nổi dậy, khổ quá nổi dậy để lật đổ chế phụ, chế độ. Mà trong trường hợp của Iraq nó là một cái điển hình cực kỳ phổ biến. À, nước Mỹ và phương Tây đã cấm vận Iraq. Dẫn tới cuối cùng thì những người dân Iraq đã nổi dậy lật đổ tổng thống Saddam Hussein. Đúng không, quý vị? tôi không nói là toàn đất nước nhé nhưng mà những cái phe phái mà những cái 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 cái, cái tầng lớp cùng cực ấy thì khi họ quân phương tây tuyến vào họ đã rất là hợp tác với phương tây và có thể nói là chính nhờ những cái người đó thì người ta đã nhanh chóng tìm ra ông ấy và người ta lật đổ và người ta treo cổ ông ấy cho nên là cấm vận nói là như vậy nhưng mà cái mục tiêu của họ mình phải hiểu tới cái nguyên căn đó là nó muốn tạo ra những cuộc cách mạng để lật đổ chế độ và cái điều đấy người ta áp dụng ở nước nga nhưng mà ở nước nga thì nó lại không thành công bởi vì nói thật ra là nói về nước nga ấy thôi nhưng mà nó tài nguyên thiên nhiên mọi thứ nó rất nhiều đúng không ạ bảo là để cho nó đến đói và nó cùng cực đến mức độ mà nó lật đổ chế độ tại thời điểm này thì rất khó nếu nó đã làm ấy thì nó phải làm những cái năm mà liên xô sụp đổ mà cũng chưa chắc đã thành công bởi vì tóm lại là cái cái căn cơ của cái nền kinh tế của Nga thì chúng ta cũng được biết rằng ngày xưa thì nó cũng không phải là quá phong phú. Thế nhưng mà nói thật ra thì cái nền tảng kinh tế của họ nó đã lọt vào nước G8. Thì điều đấy có nghĩa rằng là nó là một cái nước phát triển rồi. Về mức độ phát triển nó hơn cả Trung Quốc. Đúng ạ. Nó hơn cả, thậm chí nó cũng chả kém gì ý. Nếu mà mình không nói là bây giờ như Moscow thì nói thẳng là hơn đứt các thành phố châu Âu rồi. Thế thì cái cái trò cấm vận ấy của phương Tây ấy, là người ta đều biết rõ là nó không phải tấn công vào cái việc làm suy yếu nước Nga mà chủ yếu để nó gây ra cái kích động để dẫn tới bạo loạn nước Nga mà bây giờ phương Tây vẫn đặt cọc vào. Người ta vẫn nghĩ rằng là chỉ cần cố một tí nữa thôi thì Putin sẽ không chịu được cuộc chiến này. Bây giờ thì tiền ông ấy đổ dồn cho quân sự và kết hợp với những cái việc cấm vận đấy chắc chắn sẽ khiến cho một bộ phận tầng lớp lớn ở nước Nga không chịu nổi và nổi dậy. Đấy là rất thực tế quý vị nhé nói thực ra là đấy là kịch bản nó rất là thực tế nếu mà tôi nói rằng là không bao giờ có chuyện xảy ra ở nga thì tôi cũng là mang tính chất là võ đoán đúng không ạ chúng ta không thể nào loại bỏ cái khía cạnh đó tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi hết đấy cho nên là phương tây họ vẫn bám vào những cái bài đó thực hiện bởi vì những cái bài đấy nó rất là căn bản nó tấn công vào những cái tầng lớp đáy của xã hội đúng không ạ À, cho nên là chúng ta thấy còn bây giờ thì cái tầng lớp đáy xã hội ở nga thì nó hơi ít đấy nó nếu có thì nó các cái vùng sâu vùng xa người ta cũng chẳng màng tới những cái chuyện thế sự làm gì những người nga ở những vùng sâu xa ấy... thì có khi là họ còn chả biết là có facebook đúng không ạ thế cho nên là nó cũng khó hơn thôi đấy thế nhưng mà đây chúng ta đã tìm ra logic đúng không, quý vị có nghĩa rằng mục tiêu của họ cấm vận là tất nhiên họ làm nước nga sụp đổ thì ai cũng muốn rồi thế nhưng mà đến bây giờ chúng ta thấy rằng là kiểu gì người ta cũng nhắm vào cái mục tiêu là người ta tiếp tục thắt chặn cấm vận nữa nhắm vào những cái cái tầng lớp mà tôi vừa nói và thứ hai nữa là cấm vận nước nga thì tuy nó không nó làm cho nước nga mạnh lên tất nhiên là ngại mạnh lên rồi nhưng mà không phải là cái điều mà nước nga mong muốn đúng ạ cũng không ai khiến cho chúng ta phải suốt ngày phải đi tập tạ để cho tay nó to tay nó to nhưng mà người nó không to nó không to đều đúng ạ thì cũng không tốt cho nên là cái việc đấy nó cũng là cái việc mạnh nhưng mà nó bất đắc dĩ Đấy, nó mang tính chất quân đội quân sự nhiều hơn là một cái nền kinh tế bình thường Và một cái điều nữa ấy là Khi mà phương Tây cấm vận như thế này Thì không chỉ làm cho chính phủ Nga sẽ bị cách ly khỏi người dân Mà sẽ làm cho nước Nga bị cách ly khỏi những cái đối tác của họ rất quan trọng Như là những cái nước của vùng Liên Á Âu và các vùng Trung Á Đấy à, Chúng ta thấy rằng là Gần đây thì rất nhiều phái đoàn của phương Tây đã đi đến các nước vùng Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, vân vân. Tất cả là đều nó đều phù hợp với cái việc là người ta đang cố tấn công cấm vận vào nước Nga, rồi người ta áp đặt những cái trừng phạt vào các nước này, nếu các nước này mà phối hợp với nước Nga để lách cấm vận. Thì điều đấy có nghĩa rằng là bây giờ các cái lệnh cấm vận ở phương Tây nó nhắm vào các cái nước thứ ba để giúp Nga tránh cấm vận thì có nghĩa rằng là nó càng bộc lộ ra trong một điều rằng là nó càng muốn cách ly nước nga khỏi cái đồng bọn đúng không ạ và tại sao mà người ta thất bại vọng lớn nhất đó là nó không thể cách ly được nước nga khỏi trung quốc đấy cho nên chúng ta mới thấy là cái những cái uh, hành xử mà nó có thể nói rằng là rất dữ dội của chính phủ mỹ khi mà trung quốc đã lần đầu tiên không những nói bóng gió liên miên man mà nói thẳng là vào mặt Mỹ luôn là đừng có dở cái giọng đấy đúng ạ đừng có dạy Trung Quốc là phải làm gì làm gì và Nga là một cái đối tác hàng đầu của Trung Quốc thì lúc bấy giờ Mỹ mới nhận được cái trái đắng nhất từ trước cái này và bây giờ họ tiếp tục điên cuồng để tấn công cấm vận vào Trung Quốc cơ bản là bởi vì đó là một cái sự tuyệt vọng khi mà họ đã không cách ly khỏi nước Nga khỏi cái dạng như là bạn bè anh em họ đã không cách ly nước Nga, chính phủ Nga khỏi đa số tầng lớp của nhân dân. Đúng không ạ? Mà không những thế thì nó còn thắt chặt thêm nhiều thứ. Bởi vì nói thật là cái chiến cuộc này đúng rằng là nó đã làm cho nước Nga nó có những thay đổi nào đó không mong muốn. Nhưng đời sống nhân dân nó không có thay đổi đáng kể. Không có đáng kể quý vị mình mình không nói đáng kể hoàn toàn thì không phải nhá. có rất nhiều người mất công mất việc mất cơ hội làm ăn với phương tây nhiều lắm nhưng mà những người đấy thì lại không thích nghi được để mà chuyển sang hương nam một người mất việc ở phương Tây thì có hai người tìm thấy việc ở phương Nam. Nhưng mà những người phương Tây người ta sẽ kêu bởi vì không phải người ta chuyển ra phương Nam được mà là những người khác. Cho nên là vẫn có những cái tầng lớp nó bất mãn. Đấy, và đời sống người ta bị ảnh hưởng đúng không ạ? Thế nhưng mà cơ bản ấy nó không tạo ra được một cái 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 cái, cái, cái làn sóng để dẫn tới cái việc là người ta có thể thuống, xuống được đúng không ạ? Thậm chí là không có bất kỳ một cái điều tiếng gì nó đáng kể cả liên quan chỉ có liên quan đến vấn đề an ninh thôi thì người Nga còn có tí gọi là câu ra câu vào. Đấy, còn bây giờ thì tôi thấy dân Nga nó vẫn post TikTok đều đều để nó khoe các thứ đấy. Đúng không, quý vị? Cho nên là chúng ta thấy rằng là như vậy gút lại là gì? Là câu chuyện là không biết là cấm vận nó đã làm cho nước Nga mạnh lên như thế nào. Nhưng mà cấm vận nó không phải là nó thuần túy là nó muốn đánh quỵ cái chính phủ và nền kinh tế. Mà cái mục tiêu nó thâm hiểm và nó tàn độc ấy. Và nó dã man ấy là ở cái chỗ mà thế giới người ta lên án phương tây ấy, Làm cái mục nó làm cho những cái người mà ở trong cái tầng lớp đáy của xã hội đấy lâm vào cái cảnh cùng cực và nhiều người có thể chết để mà làm gì để mà người ta lật đổ chính phủ đấy chứ nó tàn độc ở cái mức độ như vậy có nghĩa rằng là nó không thể nào làm ảnh hưởng đến những cái tầng lớp mà trung lưu và thượng lưu đúng không ạ thế nhưng mà tấn công vào những cái người vốn đã khổ rồi của các xã hội Đấy cho nên là chúng ta có thể thấy rằng là cái tội ác của phương Tây liên quan đến cấm vận thì nó không thể nào nó có thể kể hết được. Không biết bao nhiêu người đã chết. Thực sự không biết bao nhiêu xã hội, bao nhiêu nhà cửa đã tan nát, đúng không ạ? cho à, nên chúng ta có thể thấy rằng câu hỏi này nó rất hay. Nó rất khó nhưng mà nó có thể nói rằng nó làm cho chúng ta nhìn thấy một cái vấn đề nữa. Thế giới đa cực đang trỗi dậy để mà nó sẽ đập cho cái cái cái, cái, cái vũ khí của phương Tây là cái cấm vận ấy. Đát nát để lần sau không bao giờ nó làm khổ thế giới nữa. Và cái đó nó làm khổ thế giới nhiều hơn các cuộc chiến tranh quý vị ạ. Tất nhiên tôi không so sánh cho quý vị nhé. Hàng triệu người Việt Nam mình đã ngã xuống rồi. Mình không thể so sánh được cái nào đau khổ hơn đúng không ạ. Nhưng mà nói chung là nỗi đau của nó cực kỳ khủng khiếp liên quan tới cấm vận. Đấy là chúng ta chưa kể nhé. Chưa kể là thực ra không phải không đổ máu đâu. Nó tàn độc ở chỗ là những cái người không may mắn này ấy, thì người ta sẽ nổi dậy để chống chính phủ. Và chính phủ có bị nhìn để lật đổ không? Không, đúng không ạ. Người ta sẽ điều xe tăng, người ta sẽ điều quân đội để mà bắn vào đoàn người biểu tình. Nếu mà đoàn người biểu tình mà càng trớn, quá trớn. Và như vậy nó diễn ra những cảnh đổ máu. Và như vậy bắt đầu xuất hiện trên truyền thông, đúng không ạ? Về một cái xã hội gọi là tàn độc của những nhà độc tài, vân vân Chúng ta đã thấy rất rõ tất cả những điều đã xảy ra đối với lại Libya. Đối với lại sát Damojen đúng không ạ? Ba sa áp sát. Milosevic ở Nam Tư cũng vậy, cũng ra tỏa. Cho nên ấy, những cuộc chiến tranh thì nếu mà phương Tây gây ra thì nó không có diệt chủng, quý vị nhé. Nó đổ máu nhưng nó không có diệt chủng. Nhưng mà những cái lệnh cấm vận ấy thì nó gián tiếp nó gây ra cái diệt chủng đấy quý vị ạ, nạn đói. Đúng ạ? nạn đói và thậm chí diễn ra những cái vụ đụng độ liên quan đến chính trị rồi phe phái vân vân dẫn tới những cái vụ diệt chủng thành trừng sắc tộc chứ không phải là không ờ, và cái điều đấy đã diễn ra ở iraq đúng không ạ các cái phe phái nổi dậy tàn sát lẫn nhau đề nghị phan sơn cập nhật tình hình các nước tham gia bric <laughs> và vâng. đến ngày hôm qua chúng ta có vâng để tôi xác nhận lại thông tin uh, thủ tướng Malaysia vâng à, tôi uh, ông Ibrahim đúng không ạ cái gì Ibrahim đấy ông ấy đã nói rằng là chúng tôi sẽ giống như là Thái Lan có nghĩa là sẽ đi qua các cái uh, bước pháp lý để mà đi tới một cái quyết định rằng là xin gia nhập vào khối BRICS càng sớm càng tốt Điều này cũng chính là những điều mà chúng ta đã chờ đợi, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng Malaysia, Thái Lan, Indo mà đã vào thì ba đứa cùng vào. À, chỉ còn Việt Nam thì uh, hơi tí nhạy cảm, không biết có vào không. Nhưng mà tôi, để tôi lần lại xem là cái danh sách mới nhất quý vị nhé. Tuy nhiên thì danh sách này nó không phải là danh sách uh, chính thức từ BRICS đưa ra. Cho nên chúng ta hãy uh, cảm nhận nó theo tùy từng người. 28 quốc gia đã chính thức tham gia vào danh sách chính thức. À, để muốn trở thành thành viên của khối BRICS với tư cách đầy đủ à, hoặc là đối tác đầy đủ, trong đó có Azerbaijan, Algeria, Bangladesh, Bahrain, Belarus, Bolivia, Venezuela, Việt Nam và, và những cái nước, những cái nước mà người ta in đậm ấy thì trong đó có Việt Nam và Venezuela. Vâng, tôi cứ để đi qua hết đã. Honduras, Zimbabwe, Indonesia, Kazakhstan, Cuba, Coet, Maroc, Nigeria, Nicaragua, Palestine, Pakistan, Senegal, Syria, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Uganda, Sát, Sri Lanka, Sine Sích Đạo, và Nam Sudan. Đây là những quốc gia đã chính thức đề xuất để tham gia BRICS bằng văn bản, còn các quốc gia khác thì vài chục quốc gia đang bày tỏ khao khát muốn trở thành thành viên. Thì uh, danh sách này thì cũng không biết họ lấy từ đâu ra, nhưng mà cái căn cứ thì rất là cao. Cũng có thể nói rằng chuyến đi sắp tới của ông, ông Putin tới Việt Nam thì cũng không loại trừ cái việc là và có khả năng Putin sẽ hỏi xem là Việt Nam còn cần gì nữa, đúng không ạ, để mà uh, tham gia vào khối BRICS. Trong nước đó có những nước mà In đậm này, Algeria này, Bahrain này. Và có khả năng đây là những nước in đậm là những nước đã bày tỏ, đã gửi đơn để trở thành thành viên. Còn những nước không in đậm thì là những nước mà muốn trở thành cái đối tác, đấy, đối tác cấp nhà nước, tức là đối tác của BRICS. Thì trong đó có Algeria, Bahrain, Venezuela, Việt Nam, Indonesia, Kazakhstan, Coet, Maroc, Nigeria, Palestine, Senegal, Syria, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ. Còn trong đây thì chưa có Malaysia à, Bởi vì ngày hôm qua thì Malaysia mới bày tỏ Cái uh, ham muốn uh, <laughs> Vào BRIC Và giọng thèo tháo quý vị ạ Trời nó nắng quý vị ạ Như vậy là Việt Nam của chúng ta Đúng không ạ Đã nếu theo cái này thì có nghĩa rằng chúng ta đã bí mật Để mà nộp đơn xin gia nhập vào BRIC rồi đấy là theo như tôi uh, và theo như tôi 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 cảm nhận được bởi vì tự nhiên người ta viết các quốc gia mà tôi vừa đọc ấy là cái chữ đậm thì như vậy là có 29 quốc gia, đúng không ạ? Ừ, trong đó thì có các quốc gia đáng lưu ý như thế này nha quý vị nhé. À, đó là Thổ Nhĩ Kỳ này, Thái Lan này, Syria, uh, Việt Nam này, Indonesia này, Venezuela này, và Algeria. Bahrain thì hơi nhỏ, đúng không ạ? Đấy, thì tôi chỉ ngạc nhiên trong đây là không có Mexico và Nigeria nữa. Đấy, các nước rất quan trọng nha quý vị nhé. Là tôi nhắc lại này, Algeria này, Venezuela này, Việt Nam này, Indonesia này, uh, Nigeria này, um, Thái Lan này và Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy, những cái nước rất quan trọng và nếu mà có Malaysia nữa thì đúng là chỉ có thiếu mỗi cái ông Mexico thôi. Uh, rất đáng chú ý là chúng ta có Thổ Nhĩ Kỳ, đúng không ạ? Thổ Nhĩ Kỳ là uh, một cái nước mà đang khao khát trở thành uh, thành viên của châu Âu. EU và cũng là một nước thành viên của NATO rồi nhưng mà lại chơi kiểu ngồi hai ghế kiểu là chơi hai mang đấy, đấy ngồi hai mâm đấy thổ nhĩ kỳ là cái ông nó rất là thú vị đúng không ạ à, mâm thì mâm đánh nhau thì ngồi NATO đấy để không bị NATO đánh còn mâm kinh tế thì ngồi vào mâm của bán cầu phương nam để mà gọi là kiếm bộn từ những cái tiềm năng của thế giới phương nam còn thổ nhĩ kỳ thì nói thật ra là bây giờ bị cạch mặt bởi eu đúng không ạ họ không cho thổ nhĩ kỳ vào và Hổ nhĩ kỳ mà không có eu không có mỹ nguồn vốn vào thì họ chết đấy rất là tình huống bây giờ cho nên là họ đã phải quay sang khối brics thổ nhĩ kỳ mà hợp tác với brics thì ăn đủ bởi vì là nó nằm trong cái vị trí mà trọng tâm của cái khu vực brics uh, xung quanh khu vực trung đông liên á uh, âu đúng không ạ đấy và cáp cát thì như vậy là về Việt Nam, nhiều quý vị hỏi rằng là Việt Nam có đã nộp đơn chưa? Thì uh, chúng tôi, tôi cũng đã tìm được nhiều rồi nhưng mà không có tài liệu nào nói về Việt Nam chính thức nộp đơn gia nhập BRICS cả. Một cách chính thức ấy, còn nhiều tờ báo thì cũng đồn đoán, đoán, đúng ạ. Uh, nhưng mà trong danh sách của một cái tài khoản từ phía BRICS thì tôi không biết rằng nó là tài khoản chính thức hay không. Thì họ đã ghi nhận Việt Nam là một quốc gia đã chính thức nộp đơn gia nhập. Đấy, thì uh, với cái thông tin mà tôi vừa đưa nữa thì cho thấy rằng là nhìn vào những cái nước khác trong cái in đậm như thế này thì cũng rất có khả năng đúng không ạ là chúng ta đã 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 xin gia nhập khối BRICS tuy nhiên thì tôi cũng không đi đến quyết kết luận quý vị nhé cái đó nó cũng khá nhạy cảm nó có thể ảnh hưởng tới những chính sách đối ngoại của nhà nước chúng ta tại thời điểm hiện tại đúng không ạ cho nên mình không mình chỉ đưa dữ liệu ra như vậy thôi dù sao thì Việt Nam vào bây giờ ấy, thì nó chưa có một cái lợi ích gì nó quá cụ thể. Hay nói đúng hơn là cái lợi ích của nó bây giờ nó chưa đáng, nó nó chưa đủ lớn bằng cái lợi ích mà chúng ta đang duy trì cái vị thế trung lập. Đấy. Còn uh, nó rất là xứng đáng ở chỗ là vào để phòng ngựa cho tương lai. Đấy. Đúng không ạ? Vào để mà đề phòng cho cái việc là có những cái rủi ro nào đó mà khả năng xảy ra là không không hề thấp tí nào. Bởi vì chúng ta đang nằm trong một cái tam giác quan hệ nó rất nhạy cảm giữa Nga, Trung, Mỹ, đúng không ạ? Người Mỹ bây giờ thì họ cũng đến một cái giai đoạn họ ảnh xử nó rất là thất thường và phản ứng nó rất là khó đoán. Đấy cho nên là cũng không biết đâu được nếu chúng ta không chuẩn bị trước thì cũng cũng có thể là chúng ta sẽ bị bất ngờ. Và một câu hỏi này tại sao quan chức Nga hay nói về việc là châu Âu là chư hầu của người mỹ và chỉ có nước nga thì không phải không chịu quỳ gối à, vàng trước gót giày của người mỹ nhưng mà ở các quốc gia châu âu thì rất tự do rất độc lập à, quả là nói đến cái này lại đau lòng quý vị à, những người mà nói rằng mình đang sống trong vườn địa đàng đúng không ạ thì cứ nghĩ rằng là mình ở trong vườn địa đàng thật đúng không, quý vị ờ, bởi vì tại sao bởi vì là họ không có gặp chiến tranh gì cả ờ, họ có công an việc làm họ được tự do chuyển đổi giới tính họ được tự do ngôn luận đúng ạ chửi bới thoải mái vân vân. nhưng mà họ không bao giờ được phép nói xấu người mỹ đúng <laughs> đúng không quý vị và người mỹ mà phá đường ống nord stream thì họ không được phép lên tiếng thế thì thực tế thì vườn địa đàng được nhưng mà nó là một cái vườn mà nó sống trong một cái hàng rào đúng không, quý vị nhưng mà những người này thì không nhận ra cái hàng rào đó nhưng mà họ sống trong cái hàng rào vô hình đấy và chưa bao giờ họ thoát ra hàng rào và họ nghĩ rằng họ là những người độc lập và những người tự do nhưng mà nó chỉ trong cái khuôn khổ thôi đúng ạ mà chúng ta quay trở lại cái vấn đề của cái 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 cái, cái bầy cừu đấy đúng ạ cái vườn cừu ấy đây nó chính là cái vườn địa đàng là vườn kiều, cái con kiều hay là con chim ở trong lồng hay là con cá ở trong trong bể đúng không ạ, hay là các cái con mà mình gọi là con chó nhà thì cơ bản là nếu mà nó không làm gì thì nó được chủ rất là cưng, đúng không, quý vị. thế nhưng mà chỉ quay lại mà cắn thôi hoặc có thái độ nào thôi thì ối rồi ôi nó một phát đá cho lật mặt ngay, đúng không, quý vị. cho nên chúng ta mới thấy rằng đường ống nó stream là một trong những cái vấn đề cực kỳ cốt lõi với nền kinh tế của châu Âu, nhưng mà cuối cùng thì nó đã bị phá. Mà không ai dám nói gì cả. Đúng ạ. Như vậy thì châu Âu có tự do không? Có, nhưng mà nó chỉ là tự do trong cái lồng đấy mà thôi, trong cái vườn cừu đấy mà thôi. Còn nếu như mà chúng ta chỉ nhìn các quốc gia châu Âu có cái nước nào dám đứng lên để mà có một cái tờ báo để mà nói xấu về người Mỹ không? Không dám, không có. Nói xấu phát là thậm chí là còn bị những hành động ám toán luôn, quý vị cứ để ý mà xem. Đúng ạ. À. Ám toán. Và châu Âu có mạng xã hội riêng không? Không có. Không có Facebook, không có YouTube, không có Twitter. Chả có cái gì cả, tất cả chỉ có Mỹ thôi. Mỹ không cho phép châu Âu có cái điều đó. Trước đây họ đã từng định làm rồi, tất cả đều bị vùi dập hết. Là bây giờ là mỹ định chơi cả cái con tiktok luôn nhưng mà không chơi được vì nó không phải là của châu âu chứ nếu có nó của phe châu âu thì nó đã tèo rồi các mạng xã hội của nga thì còn nguyên veronica hay cái gì đấy vcontat ấy vcontat và chúng ta thấy rằng là không có bất kỳ một cái nền tảng truyền thông nào ở châu âu dám công khai chống lại hoa kỳ thậm chí là ở Hoa Kỳ thì có các cái công các cái ngôn luận vài phần trăm dám chống lại ngôn luận của chính phủ nhưng mà châu Âu thì không có đúng không ạ? Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng là tự do cái nỗi gì độc lập cái nỗi gì không hề có cái điều đó à, chúng ta tưởng rằng là người châu Âu không muốn thoát khỏi Hoa Kỳ á làm gì có chuyện là những cái gì đang xảy ra trước mắt này mà châu Âu lại không dám muốn không muốn thoát khỏi Hoa Kỳ đã có những người nói rằng là chúng ta phải thành lập một liên minh quân sự riêng. Chúng ta phải lo cái chuyện an ninh riêng của mình. Nhưng mà tôi đố quý vị có thể làm được. Đúng ạ. Bởi vì tại sao? Bởi vì là bây giờ quân đội Mỹ đóng đầy ở các nước châu Âu. Trong đó là nước quan trọng là Đức và Ba Lan. Căn cứ quân sự của Mỹ và của NATO ở khắp nơi. Rumani, Bulgari. Thì làm sao mà giải ra được? Đúng ạ. Đặc biệt là ở Đức. Một số lượng lính quân đội Mỹ triển khai một số lượng Có thể nói nước Đức là nước bị nước Mỹ đang xâm chiếm, đang chiếm đóng trái phép. Cho nên ấy, thực tế thì không phải là châu Âu đã bị kiểm soát bởi vì quyền lực mềm của người Mỹ thuần túy mà họ còn kiểm soát tất cả các loại quyền lực cứng và mềm nữa, đúng không ạ? Truyền thông không có uh, chính sách độc lập cũng không có. Chúng ta hãy nhìn vào Ursula von Leyen, bà ấy là một người Mỹ chứ không phải là bà ấy là chủ tịch châu Âu. Thậm chí ấy, bà ấy đưa ra những cái quyết sách mà nó phục vụ cả những cái yếu tố của thế giới ngầm ở nước mỹ nữa cơ chứ không chỉ là của chính phủ đấy, đúng ạ quyền lực cứng thì quân mỹ đóng đầy châu âu rồi nếu mà có một cuộc cách mạng maidan ở đức thì ngay lập tức nó sẽ bị chìm trong biển máu ngay là cái chắc lúc bây giờ thì không có cái chuyện là nương tay đúng không ạ bây giờ thì là mỹ đang bảo kê an ninh nói thế thôi nhưng mà đang chiếm đóng ở đấy thì ông nào dám chứ mà ông mà muốn thử tìm kiếm tự do xem xem có mà xem có mà vỡ mặt đúng không ạ một cái điều mà châu Âu làm nó can đảm nhất từ trước đến nay để mà nó có thể nói là thách thức người Mỹ. Đấy là một cái việc họ bất đắc dĩ phải làm. Họ nói rằng họ thừa nhận cái sự độc lập của Palestine nhưng họ làm gì có cái quyền hành gì? Đúng họ không có quyền hành gì cả. Cái đấy nó chỉ là một cái nó mang tính chất nó rất là bốc đồng, ngẫu hứng của một vài chính phủ, của một vài quốc gia khi mà họ thấy thực sự ở đó diễn ra một cái địa ngục đúng quý vị và những người còn chút lương tâm thì như thế chứ còn nếu mà nói liên minh châu âu có bao giờ liên minh châu âu dám đưa ra một tuyên bố chung là thừa nhận nhà nước palestine đâu có bao giờ liên minh châu âu dám viện trợ vũ khí cho palestine đâu đúng ạ các nước kia thì cũng nói mồm có bao giờ dám viện trợ vũ khí cho palestine không? mà họ viện trợ vũ khí cho israel đây là tôi có thể nói quý vị nhá, đây là một cái bàn tay nhé. đây là một cái bàn tay và đây là một cái khẩu súng đúng ạ Đây là một cái khẩu súng Đây là một bàn tay và đây là cái ống giảm thanh thì quý vị thử xem ba cái này ai phụ trách cái gì Bàn tay này nó phụ trách của người Israel đúng ạ Bàn tay cầm khẩu súng để bắn là người Israel Vũ khí của người Mỹ nói rằng ủng hộ một cái nhà nước độc lập Palestine và kết thúc chiến tranh nhưng mà vũ khí là vũ khí của người Mỹ. Quý vị công nhận không ạ? Nước này rất muốn là hòa bình. Nước Mỹ rất muốn hòa bình. Nhưng mà họ bây giờ họ chuẩn bị ra một gói viện trợ 20 tỷ đô la, la nữa, cho Ukraine, uh, ờ cho Israel. Đúng không ạ. Chúng ta nhìn thấy tất cả. Thế nhưng cái điều đáng nói mà chúng ta đang bàn cái câu chuyện đấy thì cái ống giảm thanh thì nó là ai quý vị? Nó chính là châu Âu. Đúng không ạ thực ra là nó rất ủng hộ Israel nhưng mà nó không dám nói bởi vì nó sĩ diện vấn đề nhân quyền dân chủ của nó cho nên nó như cái ống giảm thanh ấy là nó đã tiếp tay cho cái khẩu súng nhưng mà nó bắn chết người đúng không ạ nhưng mà nó không gây tiếng động nó không gây tiếng ồn lớn đấy chúng ta có thể nhìn qua một cái bàn tay này chúng ta sẽ hiểu hết còn người Israel thì họ chả quan tâm đúng không ạ đấy và vũ khí là của người Mỹ này ống giảm thanh của người châu Âu này về nước nga thì tôi không có nói bởi vì nói thẳng ra là nước nga bây giờ bị phương tây quây thì nó cũng như tương tự là nước nga không chịu quỳ gối trước cái thằng băng đảng băng chủ đảng chủ thì nó sai lâu la đúng không ạ lâu la bắt những lâu la lại đi để mà phải bằng được bắt được thằng nào đánh thuê thì đánh mà không đánh được thuê thì tự đánh Đấy. còn rõ ràng là nước nga đã không quỳ gối như các nước châu âu không được không có được cái tự do và độc lập như châu Âu cho nên là sẽ bị nước Mỹ họ xử lý thôi đấy đấy là một chuyện đương nhiên và không phải nước Nga họ mới nói thế đúng không ạ chúng ta cũng có thể hoàn toàn để nói một điều rằng các quốc gia châu Âu thì tôi không có nói về các cái vấn đề là tự do ngôn luận này nọ có những thứ là họ tự do thật đúng không ạ nhưng mà ví dụ như tự do truyền giới thì cái đấy cũng chả ai cấm cả ở châu Âu cả thế nhưng mà nói về tự do ngôn luận mà xin lỗi quý vị làm sao dám nói xấu người Mỹ được đúng không ạ không dám nói làm sao dám lên án cái ác được đúng không ạ không dám lên án cái ác không dám bảo vệ cái chính nghĩa ở đây qua hành động của excel chúng ta thừa biết là họ làm gì ở ukraine rồi chẳng qua họ là một cái đám còn lại mà nói thẳng ra đấy, như những con cừu ấy. chủ nó bắt là phải nói theo cái giọng điệu nào me thì phải me mà thôi Chứ còn nếu không con nào mà không me thì nó già nó xén lông mà không khéo là nó nướng luôn, đúng không ạ? Nó làm cái sườn kiều nướng luôn là cái chắc. Cho nên là những người nào mà còn nói về châu Âu như một vườn địa đàng, đúng không ạ? Thì hãy tỉnh ngộ dậy, là vừa, đúng không ạ? Có sự tự do, có sự độc lập, nhưng trong một cái vườn địa, trong trong một cái vườn kiều mà các ngài đã nhầm tưởng đó là một cái vườn địa đảng. Các ngài tưởng rằng là uh, được nói xấu uh, thế giới phương Nam, đúng không ạ? Được truyền giới miễn tính, truyền uh, 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 chuyển, chuyển, chuyển giới miễn phí. Thì có nghĩa rằng đấy là tự do, đúng không ạ? Đấy là độc lập, nhưng mà tất cả những cái đó nó chỉ là cái sự tự do trong cái vườn cừu mà thôi. Mà chính những cái đó thì lại chính là những thứ người ta đã cài vào trong cái thuốc ăn. Uh, một cái loại thuốc độc người ta cài vào trong cái thức ăn. Của những người châu Âu Để làm cho những con cừu đấy Chỉ có suốt ngày đi chuyển giới thôi Đúng không ạ? Tôi nói nôm la như vậy Mà đã quan tâm chỉ có đi chuyển giới thôi Thì làm sao còn làm được cái chuyện đại sự gì nữa Đúng không ạ? Chả làm được cái gì cho đời nữa. Nói thẳng như thế cho xong Vâng. Tinh thần thì đã bị lôi cuốn hết vào cái đấy rồi Đấy là chưa kể chuyển giới xong Thì suốt ngày là phải tiêm hormone Rồi lại phải lấy đâu ra tiền để tiêm Đúng không ạ? Vân vân Là lại phải đi tìm những cái Chương trình miễn phí Rồi là Rồi, 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 rồi cái gì đấy Thàng thửa rồi tài trợ và đều phải trả giá phải có, phải làm một cái gì và nói một cái gì thì mới được miễn phí ví dụ vậy đúng không ạ chúng ta thấy tất cả những cái đó nó là những cái vòng luận quẩn mà để cho uh, những cái vườn cừu nó càng ngày nó càng càng gắn bó hơn nó càng tự do hơn nhưng mà nó chỉ loanh quanh luận quẩn trong cái vườn cừu mà thôi mà cái vườn cừu đấy thì người ta cứ nghĩ rằng đó là cái vườn thiện đảng hay nói đúng hơn là cái con ếch ấy, đúng ạ nó chỉ nhìn thấy đúng cái miệng giếng thôi mời hình tròn đó. cho nên nó nghĩ rằng bầu trời nó là một cái vòng tròn ở trên đầu nó và tuy nhiên thì thời khắc phán xét sắp đến rồi không còn cách xa nữa. tôi cảm giác rằng không còn cách xa nữa tất cả những cái điều tồi tệ này một ngày nào đó sẽ chấm dứt khi khoảnh khắc sự thật đúng ạ nó sẽ xảy ra ở gọi là cái ông chủ vườn kiều. Đấy ông chủ vườn kiều liên quan đến đồng đô la những con chó uh, săn kiều đúng không ạ không phải con chó canh kiều liên quan tới cuộc chiến ở nato sẽ như thế nào uh, sau cái cuộc chiến này uh, nó không còn sức mạnh nữa lúc ấy giờ nó mất răng rồi công cụ đã mất đúng không ạ hoặc suy yếu ông chủ thì cũng đã suy yếu đã già thì không biết là vườn kiều ai chăm lo mà nghe đồn là gấu bây giờ nó cũng thích không chỉ ăn lá cây nữa mà nó thích ăn cả thịt cừu nữa rồi mà món khoái khẩu của người Nga quý vị nó lại chính là cái món sườn cừu nướng mà tôi nói quý vị đấy đúng không ạ cộng với lại bánh mì thối rồi là smetana của cải đỏ cuối rồi ôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đặt những câu hỏi rất thú vị chúc quý vị một đêm thật là ngon giấc và thông cảm cho giọng theo thảo của chúng tôi nhé cảm ơn quý vị rất nhiều